Hương Tràm, tôi đã tìm được bình yên. Hương Tràm, nổi tiếng với ca khúc Em Gái Mưa, cho biết chữa lành tinh thần sau 5 năm ở Mỹ. Sau mini show River Flower in You tại nhà hát lớn Hà Nội tối ngày 13 tháng 5, Hương Tràm dành thời gian nói về những thay đổi trong lối sống, quan điểm hoạt động ở showbiz. Nhắc lại 5 năm du học, Hương Tràm không quên thời gian đầu, đối diện Covid-19, cô xoay sở mọi thứ một mình. Vì bạn ở cùng đều về quê, ca sĩ phải sắm các thiết bị báo động và lắp xung quanh nhà để bảo vệ bản thân. Những ngày sau đó, cô tham gia các lớp học online về diễn xuất, vũ đạo nhằm trau dồi kỹ năng. Rời xa vòng tay gia đình và người hâm mộ, Hương Tràm thừa nhận có lúc phải cân nhắc về lựa chọn của mình. Nhưng sau những phút yếu lòng, cô quyết tâm ở lại Mỹ, kiên định với mục tiêu tìm lại bình yên trong tâm hồn. Danh hiệu quán quân giọng hát Việt 2012 từng giúp Hương Tràm có bước đệm vững chắc tiến vào showbiz. Hoạt động nghệ thuật từ năm 17 tuổi, ca sĩ luôn ở trong vùng quay không nghỉ, luôn mong ước có một thời điểm được đi chậm lại để chiêm nghiệm nhiều hơn. Cô thừa nhận nổi tiếng quá sớm khiến bản thân chịu nhiều áp lực. Hồi tháng 10 năm 2018, Hương Tràm đăng tải hình ảnh đôi bàn tay trầy xước. Đại diện ca sĩ cho biết cô stress đến mất ngủ, phải giải tỏa bằng cách tự cào tay đến trướng máu. Khi sang Mỹ, cô trải qua cuộc sống như bao người, tự giặt quần áo, quét dọn nhà cửa. Đôi lúc, ca sĩ đi ngoài đường nhưng không ai nhận ra. Đó là điều giúp tôi cân bằng, cô nói. Hương Tràm cười khi được hỏi về những tin đồn bủa vây, cho biết thuộc tiếp người sẽ công khai mọi niềm vui với công chúng. Hiện cô thấy không còn bị ảnh hưởng bởi các thông tin tiêu cực, vững vàng hơn bởi nhận được sự tin tưởng của gia đình, nhất là người cha cũng hoạt động trong nghề. Thấy cô dần tìm được bình yên. Bố mẹ từng lo ca sĩ sẽ quên việc ca hát. Nhưng tôi trấn an họ rằng mình sẽ hát đến khi không còn sức lực, cô nói. Về nước, Hương Tràm ấp ủ nhiều kế hoạch làm mới bản thân. Trong mini show đánh dấu sự tái xuất, cô cho thấy hình ảnh đầm thắm, sâu sắc. Không còn phô diễn quá nhiều kỹ thuật, cô sử dụng lối hát mindset voicer, giọng pha, thay vì chest voicer, giọng ngực, như trước. Cô thể hiện loạt hit như Duyên Mình Lỡ, Mắt Anh Tú, Ngại Ngùng, Lưu Thiên Hương, Cho Anh Gần Em Thêm Chút Nữa, Tăng Nhật Tuệ, đều là bản phối mới. Cô cũng mang đến màu sắc khác khi biểu diễn Hương Ngọc Lan, Anh Quân, liên khúc Tóc Gió Thôi Bay, Trần Tiến, Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa, Trương Quý Hải. Với Em Gái Mưa, Mr. Siro, ca khúc làm nên tên tuổi Hương Tràm, ca sĩ hát một phần lời tiếng Anh, được khán giả hưởng ứng. Hoàng Quỳnh, 25 tuổi, Hà Nội, nhận xét mỗi thời điểm, giọng ca Em Gái Mưa xuất hiện với hình ảnh khác nhau. Hiện giọng hát của cô có sự từng trải, tiết chế nội lực, biết tạo điểm nhấn ở những phần quan trọng. Khán giả ấn tượng ca khúc Tóc Gió Thôi Bay, cảm nhận Hương Tràm thể hiện trọn vẹn nỗi niềm người con xa xứ. Ngoài mini show, cô phát hành một EP trong tháng 6, tiết lộ sẽ chia sẻ sâu hơn những câu chuyện của bản thân. Ca sĩ cũng hy vọng được công chúng đón nhận với vai trò người viết nhạc. Hương Tràm 29 tuổi, quê Nghệ An, có bố là nghệ sĩ Tiến Dũng, anh trai là ca sĩ Phạm Tiến Mạnh. Năm 2019, ca sĩ tổ chức thành công live show đầu tiên mang tên Hộp Thư Số 1 ở Hà Nội, sau đó bất ngờ công bố ngưng hát, sang Mỹ du học khi sự nghiệp đang phát triển. Năm 2021, cô đổi nghệ danh thành Chami Pham, đi hát trên các sân khấu hải ngoại và thử sức thể loại âm nhạc chưa từng hát trước đó như Latin. Cuối năm 2023, Hương Tràm về nước tiếp tục công việc ca hát. Tháng 11 năm 2023, cô ra mắt MV La 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 và EP cùng tên. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.